Thôi mến chào em, chúng ta qua một cái chủ đề nữa. Câu này nó xuất hiện vào cái đề thi Trung học phổ thông quốc gia 2021 đợt 2. Thì mấy năm trước thì cái đề câu này cũng đã có xuất hiện rồi, nhưng mà lâu lắm rồi mới thấy xuất hiện trong đề 2021. Thì chúng ta có thể xem qua cái video để các em có thể nắm được cái phương pháp làm, lỡ bộ có ra thì chúng ta có thể xử lý được nha. Rồi, câu thứ nhất là trong bình kính dung tích không đổi chứa hỗn hợp khí ít gồm có hydro và là hai chất xúc tác thích hợp, áp suất trung bình là PS3, tỷ khối hơi của ít so với hydro là 2, nung nóng bình để thực hiện tổng hợp NH3 rồi làm nguội về nhiệt độ ban đầu thu được hỗn hợp Y, trong đó áp suất trung bình là 0,88 áp suất B atom, hiệu suất tổng hợp NH3 là. Thì đây là một trong những dạng bài toán hiệu suất tổng hợp NH3 và có áp suất theo cái phương trình trạng thái khí lý tưởng, để chúng ta hết sức lưu ý. Thứ nhất là em nhớ dùng cái B1V1 bằng N1RT1, B2V2 bằng NRT2. Ở đây là phương trình trạng thái khí lý tưởng. Các em nào học lớp lý á, chúng ta học có phương trình Boyle-Mariotte vậy đó. Chúng ta có gặp phương trình này thường xuyên. Thì chúng ta có B1 chia B2 bằng N1 chia N2. N1 là số mol khí lúc đầu, N2 là số mol khí lúc sau nha. Đó. Như vậy ở đây thì gọi B N1 chúng ta áp suất ban đầu là B1, B2 thì nó bằng này, B2 nó là 0,88 B. Thì chúng ta ráp vào thì lập cái tỷ lệ này ra được là 25/22. Rồi bài này nó có rất là nhiều cách giải, các em đặt ít đi, các em giải cũng được. Bây giờ thì có phương pháp chúng ta giải nhanh hơn, đó là tìm số mol NH3 phử. Chúng ta chọn luôn N1 là bằng 25 mol, N2 là bằng 22 mol. Đây. Như vậy số mol của NH3 phử sa phử chúng ta bằng 25, 25 trừ cho 22 là bằng 3 mol. N2 nè cộng cho H2 3, chúng ta được là 2NH3. Ban đầu thì giả sử là A đấy ha. A phản ứng là X, chúng ta đây là 3X, cái này là 2X. Thì các em thấy đây là A trừ X là còn dư, A trừ 3X là còn dư. Như vậy tổng số mol của hỗn hợp khí sao là đây. Đó, các em trừ đi số mol của hỗn hợp khí đầu. Cái này là B ha, là B. Là bên hỗn hợp khí đầu là AB. Như vậy nó ra ngay cái 2X này. Đó, 2X này chính là cái gì đây em? Chính là số mol NH3 luôn. Như vậy số mol NH3 chúng ta đây là 3 mol. Rồi, bây giờ có 3 mol, bây giờ chúng ta chọn cái đầu là 25 với 22 rồi. Số mol N1 là 25. Như vậy ban đầu N1 25 thì chúng ta đặt X là số mol của nitơ, Y là số mol của hydro. Như vậy các em biết cộng y nó bằng 25, chúng ta đã chọn cái này nè, đó là N1. Ngoài ra chúng ta có 28x cộng cho 2y thì bằng khối lượng là bằng số mol, đây là mol ha. Chúng ta nhân cho phân tử m khối lượng mol của x nó bằng là 10, nhân cho 10. Các em giải ở đây là x là bằng 10 100 phần 13, 225 phần 13 là y. Như vậy đây chính là số mol của N2 và H2 ban đầu. Bây giờ nếu mà chúng ta coi hiệu suất tính ra nào. Thì các em lấy X nè. Thằng này ban đầu là X. Thằng này là Y. Em lấy X chia cho 1 hả em? Y chia cho 3. Thì chúng ta thấy số mol nhỏ nào nhỏ nhất thì chúng ta sẽ tính hiệu suất theo đó. Thì chúng ta chia, chúng ta thấy á, cái tỷ lệ mol của cái thằng hydro á, nó bé hơn so với thằng người ta. Như vậy hiệu suất chúng ta sẽ tính theo hydro. Vậy là 3 mol thì chỗ này là 4,5. 3 nhân cho 3 chia cho 2 là 4,5. 4,5 các em chia cho số mol hydro ban đầu là đây. Hydro ban đầu chúng ta đây là chúng ta mới giải ra 225/13. Đó, ra được 26%. Bài này hơi lẻ xíu, nếu thiếu chẳng thì bấm còn vô tư nữa, bấm rất là nhanh. Cực nhanh luôn.
Rồi chúng ta qua câu thứ hai luôn ha. Ví dụ minh họa cho em hai câu để chúng ta có gì chúng ta ở bộ có ra chúng ta có thể chúng ta xử lý tốt cái dạng này. Rồi câu thứ hai cho hỗn hợp khí gồm N2H2 và bình kính dung tích không đổi có chứa một cái xúc tác biết thì có hơi của hỗn hợp khí ban đầu so với không khí là 66 bằng 203. Bữa nay chúng ta so với hydro ra bằng 2 và không khí nha. Sau khi đun nóng bình một thời gian đưa nhiệt độ áp suất ban đầu áp suất giảm là 10% so với ban đầu, hiệu suất hỗn hợp N3 là. Như vậy chúng ta thấy ở đây áp suất giảm 10% thì chúng ta gọi cái P ban đầu là P1. Như vậy nó sẽ giảm 10%, các em lấy P1 các em trừ đi 10% P1 thì cái áp suất lúc sau của nó là 0,9 P1. Ở em nào mà dùng cái hiệu hiệu số mol cũng được nghe, nhưng mà thôi tôi giải bình thường cứ đơn sơ quá đi ha, chúng ta cứ nhẹ nhàng hết sức chậm chậm từ tốn. Như vậy P2 áp suất thời điểm thứ hai nó bằng 0,9 P1. Như vậy theo quy trình trạng thái lý tưởng trên đó, chúng ta có P1 chia P2 bằng N1 chia N2. Thì chúng ta P1 chia P2 để ra được là P1 chia 0,9 P1, em ra được 10/9. Thì giống như cái phương pháp giải bên trên, để đơn giản chúng ta chọn ngay luôn. Nhớ cái này các em chọn một mol cũng được nha em. Một mol thì chúng ta mất công ra số lẻ. Bây giờ tôi chọn 10 mol luôn, cho nó chẵn luôn. Vậy N1 bằng 10, N2 chúng ta chọn bằng 9. Như vậy số mol là H3 phản ứng chúng ta lấy 10 trừ 9 là 1 mol. Giống như giải cách giải y chang bên trên vậy đó. Có số mol là H3 phản ứng chúng ta sẽ ngược lại. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta tìm coi số mol nitơ với H2 ban đầu. Coi số mol thừa thiếu như thế nào. Thì chúng ta thấy số mol của nitơ đặt là x, hydro là y. Em có 28x cộng 2y thì bằng 666 bằng 203. Không khí đây là 29, các em nhân cho 29 này ra. Cái này ra em m trung bình của nó ha. M lớn của nó. Nhân số mol này chúng ta mới chọn 10 nè. Chọn 10 đưa xuống. Rồi x cộng y bằng 10, các em giải x bằng 20 phần 7, y bằng 50 phần 7. Sau đó các em lập tỷ lệ, các em lấy 20 phần 7 các em chia cho 1 và 50 phần 7 em chia cho 3, thằng nào nhỏ hơn chúng ta tính hiệu suất. Thì các em thấy là 20 phần 7 và 50 phần 7 các em chia cho 3 đó là chia cho 21. Thì các em thấy như cứ giả sử thằng nào lớn hơn đi em, ví dụ này lớn hơn đi, lớn hơn thì chúng ta thấy này nó chúng ta nhân lên nó nhận. Như vậy tính theo hydro à. Hydro đây là 1 nhân cho 3 chia cho 2 chia 1,5. Như vậy 50 phần 7. Các em lấy 1,5 chia 50 phần 7. Thì chúng ta ra được hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3 này. Nha. Là ra 21%. Nó giống như cái đề đợt 2 vừa rồi. Và một số trường ví dụ như vừa rồi của trường đại học Vinh á, sở dục Trà Vinh nó sở dục Trà Vinh cũng cho một câu dạng tương tự như vậy, theo tương tự câu dạng giảm nhanh chỉ thêm bớt cái khi đầu thôi. Cách giải tương tự có nhiều cách giải khác.